Cây kèn hồng có xuất xứ từ châu Mỹ với thân cao khoảng từ 10-15 mét. Bước vào tháng 3 hàng năm, tuyến đường được trồng hoa kèn hồng tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng sẽ bắt đầu nở rộ theo từng chùm. Mỗi chùm có khoảng 10-30 bông. Hoa kèn hồng có màu hồng dịu nhẹ và có tên gọi khác là hoa hồng chuông, hồng loa kèn hay hoa hồng phấn. Từ nay đến tháng 6, hoa kèn hồng sẽ nở theo từng đợt, nhưng rất nhiều người đã đến tham quan chụp ảnh lưu niệm ngay từ đợt đầu tiên. Hai bên là hoa kèn hồng nở rất là đẹp, rất là hoa rất là nhiều, và chính giữa thì có những cái hàng cây cảnh, đèn trang trí đẹp lắm. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan chụp ảnh với hàng cây hoa kèn hồng, lực lượng chức năng tại địa phương đã và đang thường xuyên tuần tra kiểm soát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân lưu thông qua lại khu vực.